Thí nghiệm violon vạch trần tâm lý kỳ lạ của con người, khó nhận ra cái đẹp trong môi trường công cộng. Năm 2007, nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng Josh Bell đã đóng vai một nhạc công đường phố tại một ga tàu điện ngầm sầm uất ở ga điện ngầm Washington khi anh cầm trên tay cây đàn có giá 3,5 triệu đô la Mỹ, gần như đắt nhất thế giới, mang quần jean, áo phông rồi chơi rất nhiều tác phẩm kinh điển. Thì hầu hết mọi người đều mải miết bước đi mà không hề dừng lại để nghe nhạc. Khi có vài trẻ em thỉnh thoảng dừng lại để lắng nghe thì cha mẹ chúng sẽ nhanh chóng kéo chúng đi mất. Trong suốt 45 phút biểu diễn, Bell chỉ kiếm được vài đồng tiền lẻ. 1.070 khách bộ hành đã lướt qua anh, chỉ 27 người vừa đi vừa ném tiền như kiểu bố thí cho anh. Kết quả của thử nghiệm làm chính Bell phải bối rối. Đa số những người đi qua thậm chí không thèm ngoái đầu nhìn anh, như anh không hiện hữu vậy. Một phụ nữ đánh giày tại ga đã để ý đến anh chỉ vì anh ta chơi nhạc quá to. Nhưng mà anh ta cũng khá dễ thương nên đây là lần đầu tiên tôi không gọi cảnh sát khi có ai đó làm ồn. Và chỉ có vỏn vẹn một phụ nữ nhận ra Roger Bell. Cô là Furukawa, làm việc tại Bộ Thương mại. Tuy không am hiểu về âm nhạc cổ điển, nhưng tại vì 3 tuần trước cô có đi nghe Bell biểu diễn nên phát hiện ra. Furukawa đã bỏ vào hộp đàn của Bell 20 đô la Mỹ và tự giới thiệu mình khi Bell không đàn nữa. Điều đáng nói là trước đó Bell vừa bán hết vé trong một chương trình với giá trung bình là 100 đô la cho mỗi buổi biểu diễn. Anh cũng là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất thế giới và từng chơi một cây vĩ cầm thủ công trị giá hơn 3,5 triệu đô la Mỹ. Thí nghiệm này đã đặt ra một số câu hỏi thú vị về cách chúng ta đánh giá vẻ đẹp và giá trị của nghệ thuật. Liệu chúng ta có đang thực sự dừng lại để đánh giá cao những tác phẩm tuyệt vời xung quanh mình hay không? Hay chúng ta chỉ bị tác động bởi những yếu tố tâm lý và cho rằng người đàn ông đang kéo đàn kia chỉ là một kẻ ăn xin, cần bố thí và chúng ta cảm thấy phiền phức khi phải đi giúp đỡ người khác? Bạn nghĩ thế nào về câu chuyện này? Chia sẻ quan điểm cùng Tin Nhanh 24 giờ online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để khám phá những câu chuyện kỳ thú.